Chào các bạn nha. Mấy hôm nay chở con đi học á, mình thấy người ta bắt đầu bán ốc ở cổng trường nên là mình mua thử vài con về nuôi nè. Cũng lâu rồi mình chưa có mua ốc kiểu này các bạn à. Thường là mình sẽ vào Facebook xem thử là hiện tại có cái shop nào ở gần nhà đang bán ốc thì mình sẽ sắp xếp thời gian để mà chạy tới lựa. Nhưng mà lần này thì mình không mua kiểu như vậy nữa mà mua ở cổng trường. Chị này bán ốc cho mình thì chỉ bao gồm một cái ly nhựa thôi. Ở bên trong là không có cát hay là rêu để giữ ẩm gì hết. Nhưng mà tụi nó cũng khá là năng động đó. Rồi, bây giờ mình khui hộp nha các bạn. Vì ngày nào chở con đi học á, mình cũng thấy chị đó đứng bán ốc nên là mình không cầm lòng được nữa, thế là mình mua mấy con ốc luôn. Thêm nữa là nếu mà muốn tới shop á thì mình phải chạy xe khá là xa. Cái shop bán ốc gần nhất nó cách nhà mình cũng phải là 20 phút đi xe máy, rồi mình phải điện thoại hẹn trước nữa, khá là phiền phức. Nhiều khi á, mình hẹn trước rồi á mà tới nơi vẫn phải chờ đó các bạn. Còn mua online thì mình không có thích, vì mình thích tự tay lựa hơn. Nên là lần này mình mới quyết định mua ốc ở cổng trường. Với lại mình cũng muốn xem thử là bây giờ mình nuôi ốc ở cổng trường á thì tụi nó sống có tốt như là ốc mua tại shop hay không. Nếu mà tình hình của tụi nó ổn á thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Còn mà mình im luôn là các bạn biết rồi nha.